Xin chào cả nhà nhé, bây giờ đã đến chợ rồi này. Đây là một chợ của xã Vùng Cao nhé. Rất là nhiều người dân sẽ đi bán các đồ. Cái gà này nuôi nó họ có gột không? Cá này còn cái cá này đưa hết lại đường đưa trong vòi chợ nhé con nhé. Đây này, vỏ này mà chả gửi về cho bà này, dưa lê to thế. Dưa lê to dã man luôn. Dạ, quả dưa lê to thật. À, gặp bác ở đây rồi. Em phải hỏi bác Nụ là bác ơi, hôm nay chợ gì đấy? Ở chợ Việt Hồng, ớ thế thì em đi chợ Việt Hồng. Đi, đi lượn. Em đi lượn đã. Đây nha, chợ của dân Vùng Cao nha. Dưa quốc họ bán như này. Dạ vâng. Vâng. Ô, hết chợ rồi. Hết chợ rồi. Ê, rau dứa họ bán hết ở ngoài cổng này à? Đi vào trong này nào, sẽ rau dưa họ bán hết ngoài đường này rồi. Lấy gì đây, lấy xem. Đẹp này, không. Đây này, số còn tính gì đến cặp sách nữa. Trong này bán nguyên đồ điện dân dụng. Ở chợ nhỏ quá nhỉ. Thịt lợn ở đây rất là rẻ luôn. Mà lợn này là thịt lợn đen này, ăn là rất là ngọt luôn nha cả nhà. Bà con ở trên Vùng Cao á, người ta bán thịt á, thịt người ta nuôi là heo á, là đều là heo sạch chứ không có nuôi bằng cám tăng trọng, cho nên là thịt heo ở trên này ăn rất là ngon luôn. Đi chơi, đi chơi chợ Việt Hồng. Mua em 2 cân nhá. Nhà này không mã ngon lắm. Bao tiền cho nhắn? 12.000 giá. 12.000 bác. Ngon lắm. Nhãn này không phải nhãn, nhãn này không phải nhãn bên Phúc đâu, nhãn sông Mã đấy, ngon lắm. Ăn bên này ngon, nhãn này ngon rồi. Này con gửi tiền cô. 2 cân rưỡi chị, 30.000 hộ em cái đi. Còn đang không nhớ em rồi đấy. Ôi em bảo ngay em chở xe suốt nhà chị đấy, mua hàng. Em đi chợ ở trong này à? Vâng, em chở trong này đấy, em ở ngay cạnh nhà chị đấy. Chết mất. Đi.
to đùng. Dưa lê họ bán bao tiền nhỉ? Hả em? Dưa lê họ bán bao tiền nhỉ? Dưa lê trong là ở trong đó mà em gái mà kim đấy nhá. Đi con, đi lại kia mua cá đi. Đây, chợ quê chỉ có thế này thôi cả nhà ơi. Chợ quê bán ở cá to lắm đấy. Cá rô phi to vật vã luôn. Cá này sẽ không ngon vì là nuôi tăng trọng. Đây, đồ bán đồ dân tộc, đồ của người vùng cao. Các loại vải ở bà. Cháu live stream tí bà nhá. Ông cái túi này đẹp thế, cái túi này là tự may hay là mình đi mua ở bà? Cái túi này này mình thêu à bà? Hay là đi mua? Mua về đâu? À mua về thôi, con ngày xưa là thêu nhỉ bà nhỉ? Thêu là cái này cháu. À cái này là tự tay mình thêu à? Cái này là đây đẹp. Nhá. Đây cả nhà mình ơi, cái này là tự tay bà con dân tộc họ thêu đây này. Rất là đẹp luôn. Đấy, may và thêu nhá. À, chọn các loại vải đây này, từ đây là có một loại này, hai loại, ba loại, bốn loại vải này, năm loại vải này, xong là đính những cái hạt vòng này này vào này, đấy rất là đẹp. Các cô gái người Hơ Mông à bà? Hả? Cái này là của người Mông à bà? Người Hơ Mông đấy. À, người ta sẽ có hay đeo. Vâng đúng rồi, người Kinh cũng dùng, những có những ai yêu ấy, yêu là họ dùng, đeo rất là đẹp. Đây bà đang bán đầy đủ các dụng cụ để dành cho người dân tộc Mông. Đây là củ này là củ gì đấy bà? Củ của Tẩu. À của ông Tẩu. Này già rồi thì mình làm nào bà? Khô rồi. Cái này ấy, khô là mình nhân nhiều đấy, có nhiều nấu ăn có nhiều nấu à. Là mình thấy cho nhiều nhiều ba bốn viên là mình nấu cho nó dường dường như có đang ăn bao nhiêu cũng không sao. Vâng. À, thế, còn đây là quả củ tam thất như bà nhỉ? Vâng. Cái gì đây bà? Cái này là củ rắn. Là để chữa gì? Rắn trắng. Con rắn trắng không có cái này là chết ngay. À dạ. Có cái này là không sao. Thế còn ở đây là có dầu à bà? Cái này là thú bị ngứa. Khó lo để bị ngứa cả gì. Chữa bệnh gì vậy bà? Ngứa. Ngứa à? Ngứa háo đỏ tròn tròn này, ngứa cả người cũng được. Xong bôi vào à bà? Vâng, bôi vào. Cái lọ này à? Vâng. Lọ này thì bà bán bao tiền? Cái này là 60. Cái này 70. Cái này là 60 à? Cái này là thuốc không trẻ. Cái thuốc này là của người. Đây là thuốc này là của người Hoa đây này các bác này. Đấy. Đấy. Rất là nhiều. Thôi để chuyến sau cho đi chợ cho vào cho quay thì cháu ủng hộ bà nhé. Em cháu ở ngoài thị trấn cơ. Đây này để cháu quay cái vòng này đẹp quá. Bà ơi cho cháu xem cái vòng này tí nhá. Đây là cái cối dã trầu à bà? Đây là thuốc tai biến thôi. À thuốc tai biến. À. Còn đây là vòng bạc của người vòng cổ. Đấy, đây là vòng tay. Cái này vòng tay. Vòng tay này. Đấy. Bằng xích căng à bà hay bạc? Xích căng thôi. Xích căng. Đấy, bằng đầu mà có bạc. Đây là thuốc tai biến đây. Vâng, thuốc tai biến. Đây các cụ đi à. Ôi vòng đây này, vòng rất là đẹp nhá. Đây này. Rất là tinh xảo, làm rất là tinh xảo. Một bộ của nó đấy. Một bộ đấy à? Cái này là đeo theo cái vòng của cố. Đấy, đeo vào tay. Đây này nó phụ bán đây này. Để dành cho các cô gái chuẩn bị đi lấy chồng. Đây này, đây mới là tự tay làm đây này. Đây này, tự tay thêu đây này cả nhà này. Đây này. Thổ cẩm. Đấy, thổ cẩm tự thêu, tự tay thêu đây này. Liên lên nó đi. Bằng len nhé. Thêu bằng len, dùng kim để thêu từng mũi kim dệt, luôn. Dệt thôi. Dệt ạ. À? À bây giờ là dệt à bà? Dệt. Cái này bây giờ dệt à? Nhưng mà phải luồn nhặt từng mũi thôi. À luồn nhặt từng mũi. Rồi. Cháu thấy cái lúc mà cháu ở chỗ bản của dân tộc người Dao ấy là họ dùng kim họ khâu. Họ may theo cả họ mạng mà. Vâng, theo mạng. Họ dùng kim. Rất là đẹp. Dệt cử đây mà. Vâng, thế còn cái áo này là áo của dân tộc gì ấy bà? Đó, dân Mông. À dân tộc Mông của chàng con, trai đấy à? Con trai là Long Anh Ngải. À vâng, của con trai. Đấy, bà. Vâng, cháu quay phim. Đẹp lắm luôn đấy ạ.
Đấy, cảm ơn hai bà đã giới thiệu cho cháu nhá. Đấy. Chúc hai bà mạnh khỏe nhá. Cảm ơn nhá. Vâng. Dạ vâng, đấy. Rất cao quá. Rất là nhiều đồ, hôm nào lại có chợ lại vào gặp hai bà sau. À đây là một quả thảo quả nhá. Cả nhà nhá, thảo quả để dùng nấu lẩu này. Đấy. Đấy, nấu lẩu này rồi là làm các món ăn. Thế còn cái rễ này là rễ gì đây bà? Ôi làm thuốc thế nhỉ, nhưng mà không biết thuốc gì. Bà bán rất là nhiều loại thuốc nhưng mà không biết thuốc gì, toàn chữ của tàu thôi. Ngoài ra bà còn bán dao nữa này. Bán dao. Đấy, bà chủ yếu là bản sắc của dân tộc là bà bán những cái dụng cụ cho những người dân tộc vùng cao. À đấy, đấy. Cái miếng vải này là thắt lưng này. Để khi mình mặc váy vào thì mình sẽ dùng cái miếng vải đó vào để thắt vào thắt lưng. Vâng, đây này. Những cái dây này rất là đẹp. Khăn. Đây là khăn. Đấy. Thích nhất là cái vòng này này. Đấy, thích nhất là cái vòng này này. Đấy. Đây mới là cối dã trầu phải không bà? Cối đắp vôi thôi. À cối để vôi à bà? Để vôi. Thế cái cối này là bao nhiêu tiền? À bà? Hơn trăm à? Thế còn cái cối này? Cái này thế, cái này 120. À, để vôi. Đắp vôi. Đấy, để vôi này, các cụ nó ăn trầu thì là để vôi này. Đấy. Cái này để vôi. À, thế cho con hiểu rồi. Con đi nhá, con cảm ơn bà nhá. Đi. Con đây ra xem nào. Quả lê thì rất là rẻ nhưng mà không nên ăn vì quả lê đấy là nó không ngọt. Xem cái măng khô này bán 3 tiền cân. Măng khô này bán 3 tiền cân bác? 300 một cân ạ. Ôi. 300 nghìn. Măng nữa. Vâng. 300 nghìn. Không, đang xem nhìn cái cá này này. Cá rúi à bác? Cá này là cá rúi à bác? Cá rúi này, còn cái hai cá này bác? Hai cá đấy. Cá này cá nheo sông ăn ngon lắm. Cá này. Cá đấy thì 3 tiền cân bác. Cá nào? Cá đấy. Cá này có 60 thôi mà. Một con này có hơn cân à? Con này thì hai con này có cân tư à. Chưa, con chưa biết được. Bác thử cân đi, còn đây là con cá này là cá cá này cá hoàng đế. Hoàng đế, cá hoàng đế. Cá này thì rất là ngon, ăn thơm thịt và ngọt. Cá sông Đồng Hòa ấy. Cái tim này bán nào đấy? Hả? 200 nghìn một cân á? Quả tim lấy được bao nhiêu? Cân lên, ngân cân lên cho em xem nào. Quả tim lấy được bao nhiêu? Cân lên cho em xem em lấy. Đây bác cân thêm một con cá này xem nào. Cá nheo này ạ? Hả? Không, lấy một con chứ. Nấu nồi canh rồi, một con thôi bác. Đóng bao nhiêu tiền lắm mà lại cả ngon lắm cá này. Ôi 2 cân liền. Gần 2 cân, cân 8. Đấy thôi, lấy 101 thôi. Nhá, lấy 101. Lấy 101, 2 cân mới được có 102. Mà đây cân 8 thì nó chỉ vào chỉ nào có hàng đế thì rất là ngon đây này. Đấy, còn gì nữa, đúng rồi, 60.000 một cân. Thế còn 8 lạng nữa. 48. 40 thì cả 101. Ừ, chị chuyển khoản được không? Lấy đi, được 100 thì lấy. Con ơi, trong đấy của mẹ có 100 không? Chuyển về nữa không? Đấy. Thích cái con cá này. Thích cái con cá này về nấu canh chua ấy. Không, không, cá rúi em bán luôn. Bao nhiêu? Cả cuống viết như thế này à? Vâng, cả cuống như thế này. Bao nhiêu đây? Để em xem cái cân của em có đang
Đây là con bò à? Con bê chị ạ. Cảm ơn cả nhà đã coi hết video của em. Hẹn cả nhà video ngày mai nha. Bye, xin chào.